nữa. Ê, ngó còn mì nữa. Mấy nơi không ăn hoài luôn. Rồi, Samsung Galaxy S10 Plus đang được bán tại Sephora, nhưng mà các bạn quan tâm thì Gấu sẽ để được link phía bên dưới. Ờ, anh ăn mì nữa hả anh Gấu? Ờ, một tuần là lễ rồi đó. Anh ăn mới có 6 ngày hả? Anh hết tiền thì anh nói. Ờ, không có, anh làm gì hết tiền. Kênh anh bự mà, sao hết tiền được. Tại mấy bữa nay nó mới ra cái mì mới nè, nên là anh ăn thấy ngon, anh ăn hoài. Mấy nay tổng tổ lao. Kiểu này là hết tiền nữa giống gì nữa chứ. Mình biết cái kênh nước to sắp xong rồi. Ừ, ế quảng cáo chứ nữa. Pizza này ba. Ngon lắm ba. Cái bữa đi quay rồi mà. Viên Bảo ăn, không phải tự quay được. Anh biết rồi, anh biết rồi. Rồi, còn sao đâu không? Đi trẻ, bồng bồng. Hello, xin chào các bạn đã đến với Gấu To. Và mình là Gấu đây, hôm nay Gấu sẽ ăn pizza. Thì clip này sẽ không nói nhiều. Rồi, quá ngon. Ôi, tụi trẻ bồng bồng. Mình sẽ không ăn ớt được, tại mình là cay. Nhưng mà có điểm là phải có một ít ớt thì nó mới ăn. Ô này thương cay không? Yeah. Ô, bị da, bị giết cái này. Ngon ta. Mình chưa ăn cơm nên là mình rất là đói. Đó. Nói tụi mày nghe, 10 cái này anh mua còn được, chứ huống gì mà một
cái nhỏ xíu như vậy. Anh nói thiệt như vậy á, mấy bữa nay á anh ăn đồ bình thường á là tại vì anh đang ăn kiêng, anh đang cắt bột cắt đường nên là anh phải ăn mấy cái đồ là đạm bạc nó thôi. Ba cái thứ này anh là cùi bắp mía anh. Anh tặng mày một câu, đừng bao giờ xem thường người khác.